Tại hội nghị quân chính năm 2023, một trong những nhiệm vụ mà quân đội tập trung thực hiện trong năm 2024 là tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực, đặc biệt là làm chủ nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất, vật tư kỹ thuật, đảm bảo cho các loại vũ khí trang bị, nhất là vũ khí trang bị hiện đại. Với hướng đi này, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam được ưu tiên đầu tư công nghệ, tiến tới từng bước làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất nhiều chủng loại trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, tích hợp công nghệ cao, phù hợp với nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Và tính năng nổi trội, phù hợp và thuận lợi cho bộ đội sử dụng. Z111 cũng đã làm chủ được toàn bộ các khâu sản xuất với các chi tiết phức tạp nhất của nhiều chủng loại súng bộ binh. Bộ phận của khẩu súng thì ngoài chi tiết hộp ra còn có gồm cả chi tiết nòng. Bởi vì chi tiết nòng nó ảnh hưởng rất lớn đến khẩu súng vì nó liên quan đến tốc độ bắn và độ chính xác của khẩu súng. Nên các chi tiết nòng thì khi vận hành và khi ra công thì cần các thiết bị chuyên dụng đặc biệt và thợ vận hành chuyên dụng đặc biệt được đào tạo riêng để vận hành chi tiết đấy. Không chỉ có các loại súng bộ binh mà nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo cũng đã được đưa vào biên chế tại các đơn vị của quân đội. Tàu tên lửa, tàu pháo, tàu tuần tiễu có vũ trang, tàu cứu hộ tàu ngầm cỡ lớn là những loại tàu quân sự được đánh giá là mới, khó và tương đối phức tạp, cũng được những người lính thợ làm chủ công nghệ sản xuất. Cái quá trình mà triển khai đóng tàu ấy, từ là có thể là đóng bằng là đấu lắp từ là các cái phân đoạn, tổng đoạn cũng như là tổng thành và chuyển sang cái công nghệ là đấu lắp bằng mô đun cho phép là rút ngắn được cái thời gian thi công cũng như là nâng cao cái tính chính xác trong cái lắp ráp của thân vỏ cũng như là các hệ thống đường ống, đường điện. Hiện nay, trên 80% vũ khí, trang bị kỹ thuật do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất là kết quả của các đề tài nghiên cứu trong nước. Thành công này đưa Việt Nam trở thành quốc gia có khả năng làm chủ các trang bị kỹ thuật và sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Điều đó đã chứng tỏ, ngoài việc đầu tư về dây chuyền, thì yếu tố con người với sự đột phá vào các lĩnh vực khoa học then chốt tạo ra sức bật mới và chất lượng các sản phẩm công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Hiện nay là chúng tôi kết hợp đào tạo tại chỗ, tự đào tạo để nâng cao tay nghề của cái đội ngũ nhân lực tại các cái viện nghiên cứu, các cái nhà máy, kết hợp với thu hút các cái nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo cơ bản qua các cái trường trong và ngoài nước. Cái nội dung rất quan trọng, đẩy mạnh cái nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng để thông qua đó thì đào tạo bồi dưỡng cái đội ngũ nhân lực chất lượng cao này. Những trang bị quốc phòng Make in Việt Nam cho thấy Việt Nam đã từng bước không chỉ đa dạng hóa mà còn tự chủ mạnh mẽ năng lực quốc phòng. Và sự lớn mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng chính là nền tảng để xây dựng, tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đang từng bước làm chủ các loại vũ khí công nghệ cao có điều khiển tích hợp hệ thống, đồng thời tập trung nguồn lực để phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng hiện đại, tức là có thể thiết kế, chế tạo các sản phẩm quân sự và cả các sản phẩm kinh tế. Và để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Hồ Quang Tuấn, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Thưa đồng chí Trung tướng Hồ Quang Tuấn, với việc chủ động trong nghiên cứu và làm chủ công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất các loại vũ khí cho các đơn vị sư đoàn bộ binh đủ quân, đáp ứng một phần vũ khí trang bị cho các quân binh chủng. Để tiến tới việc phát triển các loại vũ khí công nghệ cao cho quân đội, thì Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tiến hành triển khai thực hiện như thế nào? Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật mới, công nghệ cao là một trong những khâu đột phá của Tổng cục. Và thời gian vừa qua thì Đảng ủy Chỉ huy Tổng cục đã có những cái chỉ đạo rất quyết liệt các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị trên cơ sở các cái nhóm vũ khí trang bị để đẩy mạnh công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật, trong đó là ứng dụng các cái thành tựu
khoa học công nghệ mới của thế giới, cũng như tham khảo các tiến bộ vũ khí trang bị của các nước, đồng thời là cũng tổ chức nghiên cứu các cái cuộc xung đột hiện nay trên thế giới và cái xu thế phát triển vũ khí trang bị của các nước để chúng ta tham mưu cho Quân ủy Trung ương Bộ Phòng chỉ đạo cái công tác nghiên cứu thiết kế chế tạo sản phẩm vũ khí mới đáp ứng được cái yêu cầu hiện đại hóa quân đội. Vâng, như chia sẻ vừa rồi của đồng chí thì hiện nay công nghiệp quốc phòng đã làm chủ trong việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất các loại vũ khí bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Để tiến tới việc tự chủ trong việc nghiên cứu các loại vũ khí có hàm lượng khoa công nghệ cao thì đâu là thách thức đối với công nghiệp quốc phòng của nước ta hiện nay thưa đồng chí? Trong quá trình triển khai thì công nghiệp quốc phòng gặp rất nhiều thách thức. Cái thứ nhất là cái việc tiếp cận các công nghệ mới, các vũ khí chiến lược trên thế giới thì khó khăn. Cái thứ hai là các cái bán thành phẩm chi tiết, cả vũ khí công nghệ cao thì chúng ta phải mua sắm. Và trong quá trình mua sắm thì rất ít có trên thị trường hoặc thậm chí không có. Và chúng ta phải tự nghiên cứu để chế tạo sản xuất ra. Các cái công nghiệp phụ trợ, các cái công nghệ nền, công nghệ lõi của Việt Nam chúng ta cũng chưa phát triển, chưa đáp ứng được cái yêu cầu cho công tác nghiên cứu thiết kế chế tạo vũ khí công nghệ cao. Cái thứ ba là cái nguồn lực mà hiện nay dành cho công tác nghiên cứu thiết kế chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật thì còn hạn chế, cho nên là ta chưa tổ chức được các cái nhiệm vụ đề án lớn cho các cái tổ hợp vũ khí công nghệ cao. Cái thứ tư là cái nguồn nhân lực của chúng ta thì cũng còn hạn chế, nên chưa có nhiều chuyên gia đầu ngành, cái chuyên gia giỏi về các cái lĩnh vực công nghệ cao để có thể tổ chức và dẫn dắt các cái nghiên cứu khoa học. Khó khăn thách thức là vậy. Vậy thì thời gian tới Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sẽ có những cái tham mưu chỉ đạo như thế nào để tiếp tục xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia thưa đồng chí? Vừa qua, chủ trương này được khẳng định và nhấn mạnh rõ hơn tại nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Để thực hiện tốt chủ trương nêu trên, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương Bộ Phòng thực hiện các nhiệm vụ giải pháp như sau. Tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết số 08 thành các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng phù hợp với tình hình thực tiễn. Xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù để đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, thực hiện hiệu quả các chương trình đào tạo và thu hút giữ gìn nguồn nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia đầu ngành cho xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng. Sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng hiệu quả thành tựu tiến bộ khoa công nghệ trên thế giới, huy động có hiệu quả tiềm lực khoa công nghệ của quốc gia, của công nghiệp dân sinh cho xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Là đẩy mạnh hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ, hợp tác cùng nghiên cứu phát triển và sản xuất tiêu thụ sản phẩm của công nghiệp quốc phòng với các đối tác nước ngoài. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trung tướng Hồ Quang Tuấn với những chia sẻ vừa rồi.